Xin chào các khán giả của Max Channel. Có vẻ như sau một ngày mưa thì tiết trời Hà Nội đang khá là lạnh, nhưng chắc chắn những tin tức thú vị ngay sau đây sẽ hâm nóng chúng ta ngay thôi. Vì vậy đừng bỏ lỡ bản tin Max Daily ngày hôm nay nhé. Như đã biết thì Nokia, cựu vương di động một thời, đã chính thức quay trở lại thị trường di động với mẫu điện thoại Nokia 6 và một loạt điện thoại tiếp theo sẽ được đổ bộ tại sự kiện MWC 2017. Tuy nhiên, có vẻ như công ty Phần Lan đang có một tham vọng lớn hơn thế khi không chỉ đơn thuần là giới thiệu các mẫu điện thoại mới. Các báo cáo gần đây đã chỉ ra rằng Nokia đang thực sự làm việc rất nghiêm túc trong việc xây dựng một hệ sinh thái phần mềm mới xung quanh các điện thoại Android mới của họ, trong đó bao gồm việc xây dựng trợ lý ảo AI tích hợp riêng vào các điện thoại Nokia sau này với cái tên chính thức có thể là Viki. Theo đó thì tập đoàn Nokia mới đây đã trực tiếp nộp một đơn đăng ký nhãn hiệu trợ lý ảo riêng họ cho các cơ quan thương mại của Liên minh châu Âu với mô tả như sau: phần mềm trợ lý kỹ thuật số sẽ giám sát các hoạt động của người dùng trên thiết bị, cùng với đó là kết hợp với kết nối Internet cùng công nghệ máy học để có thể tự tập hợp nhiều nguồn tin dữ liệu khác nhau, giúp làm quen với người dùng thông qua một giao diện chat và một giọng nói được chỉ định trước. Như vậy, sau một loạt các ông lớn công nghệ như là Apple, Google, Amazon, Microsoft hay là Samsung thì giờ đến lượt Nokia chính thức gia nhập việc tích hợp trợ lý ảo vào thiết bị của riêng họ. Tuy nhiên thì nhiều khả năng sự yêu ái này sẽ chỉ dành cho các mẫu điện thoại thuộc hàng flagship, tức là những thiết bị tầm trung như là Nokia 6 hiện tại thì sẽ khó có thể có được tích hợp công nghệ mới này. Trong một số báo cáo dò dỉ trước đây thì chúng ta đã biết đến chiếc điện thoại mang tên Asus X00GD. Lúc đó một số trang mạng đã có những dự đoán thiếu chính xác và cho rằng đây là một thiết bị mới thuộc dòng Zenfone Series 4 tiếp theo của Asus. Tuy nhiên điều này hóa ra là một sự đoán mò không hơn không kém, bởi theo những báo cáo mới nhất đã chỉ ra rằng chiếc điện thoại này trên thực chất là chiếc Zenfone Pegasus 3S, tức là thiết bị kế nhiệm cho chiếc điện thoại cận trung cấp Zenfone Pegasus 3 đã ra mắt trước đây. Về cấu hình thì chiếc Zenfone Pegasus 3S sử dụng con chip 8x MediaTek MT6750, xung nhịp 1,5GHz, RAM 3GB, bộ nhớ trong lên tới 64GB cùng khe cắm thẻ nhớ microSD, màn hình 5,2 inch Full HD cùng đầu đọc vân tay được tích hợp trên nút Home, pin 5000mAh cùng hệ điều hành Android 7 Nougat được cài sẵn. Điều khó hiểu là dù đã được tích hợp nút Home vật lý, nhưng Asus vẫn thích chơi trội khi nhét luôn cả 3 phím điều hướng chuyên dụng của Android vào trong màn hình chiếc điện thoại này. Có lẽ công ty Đài Loan nên học hỏi thêm các nhà sản xuất Trung Quốc về khoản tối ưu hóa phần mềm cho thiết bị. Giá bán chính thức của chiếc Zenfone Pegasus 3S này là khoảng 290 USD, tức là hơn 6,5 triệu đồng, khá là đắt so với cấu hình tương đối thấp mà nó mang lại. Cách đây một thời gian không lâu, chúng ta đã chiêm ngưỡng hình ảnh được cho là nguyên mẫu của chiếc Huawei P10 với khá đặc điểm tương tự về kiểu dáng so với người tiền nhiệm là P9, và điểm khác biệt lớn nhất chính là việc Huawei đã bố trí cảm biến vân tay cho P10 lên mặt trước thiết bị. Hiện tại, theo các nguồn tin mới nhất đã xác nhận rằng Huawei sẽ công bố chính thức bộ đôi P10 và P10 Plus vào khoảng giữa tháng 3 và tháng 4 năm nay. Điều này đã được xác nhận bởi giám đốc điều hành bộ phận tiêu dùng của Huawei là ông Zhu Chengdong. Diện mạo chính thức của chiếc Huawei P10 cũng đã được xác nhận với màn hình cong sang hai cạnh, cùng cụm camera kép đạt chứng chỉ Leica như chiếc P9 đi trước. Về thông số kỹ thuật thì chiếc Huawei P10 sẽ có thông số tiêu chuẩn khá giống chiếc Mate 9 Pro vừa ra mắt, bao gồm màn hình 5,5 inch Quad HD với xử lý HiSilicon Kirin 960, RAM 6GB, bộ nhớ trong 256GB, camera kép 12MP cùng camera trước 8MP. Thiết bị sẽ được cài sẵn hệ điều hành Android 7 Nougat cùng giao diện EMUI độc quyền của Huawei khi ra mắt. Max Channel sẽ tiếp tục thông tin với các bạn các tin tức xung quanh bộ đôi điện thoại hấp dẫn này trong thời gian tới. Bên cạnh iPhone thì những tin đồn xung quanh các mẫu iPad mới của Apple cũng thu hút được rất nhiều sự chú ý. Theo đó thì năm tới sẽ là đánh dấu mốc quan trọng khi lần đầu tiên Apple có thể khai tử dòng iPad màn hình 7,9 inch. Thay vào đó thì công ty này sẽ chỉ trình làng các mẫu iPad có màn hình từ 9,7 inch trở lên mà thôi. Điều này vừa được xác nhận bởi Ming-Chi Kuo, là chuyên viên phân tích đến từ KGI Securities và là người có ảnh hưởng khá nhiều đến các tin đồn xung quanh các sản phẩm mới của Apple. Theo đó, trong năm nay thì Apple nhiều khả năng sẽ tung ra 3 mẫu iPad mới với kích cỡ màn hình lần lượt là 9,7 inch, 10,5 inch và 12,9 inch. Trong đó, phiên bản iPad 10,5 inch mới sẽ có kích cỡ tương tự bản 9,7 inch, đồng nghĩa với việc viền màn hình sẽ khá mỏng. Chiếc iPad 10,9 inch mới sẽ có độ mỏng khá là ấn tượng, chỉ với 7,5mm mà thôi. Trong khi đó thì phiên bản iPad Pro 12,9 inch thế hệ tiếp theo sẽ có độ mỏng hơn nữa, đó là chỉ 7,2mm mà thôi. Về sức mạnh xử lý thì bộ đôi iPad 10,5 inch và 12,9 inch sẽ sử dụng phiên bản cải tiến của con chip A10 Fusion trên iPhone 7 và iPhone 7 Plus mang tên A10X, được sản xuất bởi TSMC. Trong khi đó thì khá thất vọng khi phiên bản iPad 9,7 inch sẽ chỉ được vận hành trên con chip xử lý A9 tương tự như là bộ đôi iPhone 6S và 6S Plus. Tuy nhiên đã được Apple tùy biến lại và Samsung đảm nhận việc sản xuất. Phân tích của ông Kuo cũng chỉ ra rằng mẫu iPad 9,7 inch mới sẽ có giá rẻ bất ngờ, được Apple sản xuất và quảng bá nhiều nhất, với doanh số có thể lên tới 50-60% tổng doanh thu của cả 3 mẫu trong năm nay. Vậy là thông tin thú vị từ nhà Apple vừa rồi đã khép lại bản tin ngày hôm nay, mùng 10 tháng 1. Hãy nhớ đón xem Mac Daily mỗi ngày để tiếp tục cùng chúng tôi cập nhật những tin tức hấp dẫn nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn sẽ có một buổi tối vui vẻ.